Rồi lại cho vào. Từ từ phải cho quần áo nó vào đi đã. Bỏ ra nhấc cẩn ra ngoài đi, nhấc cẩn ra ngoài như thế nào để nó quay cho rõ. Đấy, một cái túi kia nữa. Nó vừa mua và nó mua bên xe 5 triệu đây rồi. Đấy. 5 triệu chỗ này á? Chúng tư giả này, chúng tư giả. Cái này là 5 triệu ấy. Đứng mua cho kia, cho đứng mua cho kia. Rồi, nó bấm đấy. Xe gian. Nghe đàn nghe án ạ. Chỗ nào thì nghe đàn? À, thì cả Thái Hòa. Thị xã gì? Thái Hòa. Thái Hòa. Dạ. Thôi cho vào ấy đi. Dạ.